đây là tiệm Rio. Đây là buổi sáng rất là đông khách và anh em rất là hy vọng là kiếm những người thợ mê làm nghề nghiệp về làm nail đó, thấy không? Anh đang kiếm thợ đồ này kia để anh em về hợp tác với lại Rio Nail. Tiệm rất là đông khách nha mấy bạn.